Hello Cecilia, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần, nắng ấm rất là đẹp. Sau 2 ngày tuyết ngập cả đường đi, bây giờ thì mặt trời đã lên rồi, nắng ấm tuyệt vời luôn. Right up there. Okay. That's Pike's Peak. Honey, this one is Pike's Peak. Pike's Peak Mountain. Oh, yeah. And it is 14,110 feet. Wow, that's high. That's the height of it. And this one, by Zeppelin Pike. You up there before? Yeah. What do you see on the top? You see Colorado Springs. Oh, Colorado. Khi mà lên trên cao đó là sẽ thấy chung quanh thành phố ở đây luôn. Wow, đẹp quá. Yeah, you stand up on the top and you see over Colorado Springs. Yeah, on the top là vẫn còn snow này, tuyết nó còn trắng xóa ở trên đó. Đây là cái ngọn núi Bazbit mà nổi tiếng ở đây. Cứ mỗi dịp mùa hè đến là quá chừng du khách đến để mà đi lên cho được cái ngọn núi plastic này. Bạn thấy ở trên cao, cái top ở trên cao đó đó. Đó, top ở trên cao là ngọn núi Bazbit. Tuyết còn phủ ở trên cao đó. Cecilia thì ở rất là gần đây nhưng mà không có dám đi lên trên này bởi vì là không thích độ cao. Đi lên trên này là sẽ thấy toàn bộ thành phố ở đây. Cecilia thì ở vùng núi nên các bạn thấy là chung quanh bao bọc toàn là núi. Rồi trên đường đi thì toàn là cây thông không. Nên mỗi dịp mà Giáng sinh về mà đúng cái thời điểm Giáng sinh mà tuyết nó rơi thì cái cảnh ở đây rất là đẹp. Mà thời tiết năm nay thì nó rất là lạ kỳ luôn. Bây giờ là vào tháng 1 rồi mà mặt trời nó vẫn còn nắng ấm thỉnh thoảng. Rồi cao điểm mùa đông ở đây là tháng 1 và tháng 2. Thì khi mà vào thời tiết lành thì nó không có tốt cho cái dịch bệnh bây giờ. Cứ mỗi ngày là cái ca nhiễm nó vẫn còn tăng rất là cao. Nên rất là sợ. Bây giờ thì cái dịp là các em bắt đầu trở lại trường học. Thì đó là một cái thời điểm mà tất cả mọi người rất là lo lắng.